cha, người bán chất cyanua ở chợ Kim Biên bị truy tố. Đất đai giữa hai chị em trong một gia đình, trú tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra những kết cục đau lòng. Tại Kiên Giang, tạm giữ hình sự thầy giáo dùng dao đâm chết đồng nghiệp. Ngày 2 tháng 8, Bộ tin của Việt Nam Net cho biết, tỉnh Bà Rịa Úng Tàu đã ban hành cáo trạng tối bị can Tống Thị Tùng Vân 21 tuổi trú tại phường Phúc Nguyên thành phố Bà Rịa về các tội giết người, mua bán trái phép chất độc và hủy hoại tài sản. Bị can Linh là người dùng chất xoay mua đầu độc chất cha ruột gây xôn xao dư luận vào hồi tháng 1 vừa qua. Thì cáo trạng do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt ngày, Tống Thị Tùng Vân đã nảy sinh ý định giết cha là ông Tống Hồng Đê 54 tuổi cùng trú tại thành phố Bà Rịa. Từ khoảng 29 năm 2021, Linh từng giải thuyết thủ ra về nước để ông Đê uống nước giết cha nhưng bất thành, sau đó Linh không từ bỏ ý định lên mạng tìm hiểu chất độc cyanua để đầu độc cha. Ngày 18 tháng 1 2022, Linh bắt xe khách lên chợ Kim Biên quận 5 thành phố Hồ Chí Minh để tìm mua chất độc cyanua. Tại đây Linh đến sạp hàng tên Xuyến do Trần Nhật Tư làm chủ để hỏi mua. Sau khi mua được cyanua, Linh bỏ vào túi ni lông rồi ra nhau rồi lái xe về thành phố Bà Rịa. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Linh thấy cha đang ngồi nhậu một mình trên võng nên để cyanua dưới chân cầu thang và đi tắm rồi nấu ăn. Đến khoảng 20 giờ, Linh lấy chất cyanua cho vào ba chai nhựa đựng nước rồi để vào 5 mét tủ lạnh lớn một chút để cha uống. Khoảng 5 phút sau, ông Lê vào bờ tủ lạnh, lấy một trong ba chai nước Linh Khen đã uống thì thấy có người lạ nên nhả nước và đi vào phòng vệ sinh trước cửa và nôn ói. Bên ngoài khi không còn nghe tiếng ông Lê nôn ói, Linh nghĩ cha đã chết nên bị đã đi ngủ. Đến khoảng 7 giờ sáng hôm sau, ngày 19 tháng 1, Linh đi mua máy cơ về phá cửa phòng vệ sinh kéo xác ông Lê ra ngoài. Sau đó Linh mua gạch xi măng dây để chống xác ông B ra ngoài. Sau đó chống xác ông B kia xây xi măng lúc xác cha, Linh thấy khó che giấu hành vi người nên đã nghĩ ra cách đốt cháy nhà để phi tang. Linh dùng xăng đổ rồi bật lửa đốt nhà. Tiếp đó Linh chạy sang qua nhà ông Mộc vừa đang thi công, người không rõ lai lịch được đập vào đốt nhà đánh Linh. Trong quá trình triệu tập điều tra, ban đầu Linh khai báo bất nhất nhiều nghi vấn, sau đó đã cúi đầu khai nhận hoàn toàn hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã xác định quá trình đốt nhà Linh đã làm cháy hai chiếc xe máy với thiệt hại lên 9 triệu đồng. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án và cáo trạng đã được chuyển đến tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Úng Tàu để thụ lý và xét xử. Việc xảy ra tại xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, vụ tranh chấp giữa hai chị em trong một gia đình khi còn con gái là bà Thúy muốn mua lại mảnh đất của gia đình và đã được chủ sở hữu mảnh đất là người cha đồng ý. Nhưng sau đó một thời gian, bà Thúy muốn bán lại mảnh đất của mình thì bị chị của mình là bà Thu ngăn cản và hành hung. Bà bị đe dọa và ký một thỏa thuận đồng ý nhập tài sản riêng của mình và tài sản chung của với bà Thu. Người cha khẳng định rằng không có việc ủy quyền trao tặng tài sản cho ai trước khi sang tên chân bà Thúy, và ông khẳng định các con đại của ông cũng không có quyền tranh chấp đồ hộ quyền lợi đến mảnh đất nêu trên, và ông đã xác nhận nhận đủ tiền cùng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con gái theo là bà Thúy theo đúng pháp luật. Từ ngày 7 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thế Giáp, thầy giáo đã dùng dao đâm chết đồng nghiệp tại trường. Liên quan đến vụ án mạng sáng ngày 7 tháng 9 tại trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, là một thầy giáo dạy thể dục tử vong. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thế Giáp, sinh năm 1984, ngụ phường An Bình, thành phố Rạch Giá về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là HAT, sinh năm 1982, ngụ phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, là thầy giáo dạy thể dục cùng trường với Giáp. Tại cơ quan điều tra, Giáp khai nhận Giáp và Tơ cùng là thầy giáo dạy bộ môn thể dục tại trường trung học cơ sở Nguyễn Du nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Trước đó vào ngày 6 tháng 9, Giáp lên phòng giáo viên tại trường để xem lịch báo giảng thì có va chạm với thầy LPH cũng là đồng nghiệp với Giáp. Sau đó Giáp và H xảy ra đánh nhau thì được mọi người can ngăn, cả hai bỏ về. Đến chiều cùng ngày, Giáp liên tục lên trường dạy học, có đi ngang qua chỗ thầy Tơ thì Giáp bị thầy Tơ hâm dọa là sắp tới sẽ kêu người đánh Giáp. Theo Giáp thì thầy Tơ cùng phe với thầy H, Giáp không nói gì mà bỏ đi nhưng trong lòng rất lo sợ. Đến sáng ngày 7 tháng 9, sợ bị thầy Tê đánh nên khi đến trường dạy học, Giáp mang theo một cây dao dài khoảng 20cm với mục đích để phòng thân. Sau khi đến nhà đa năng trong lúc đợi học sinh đến học, Giáp thấy thầy Tê đi ngang nhìn Giáp với ánh mắt xem thường và cười đễu nên cơn nóng giận nổi lên. Lúc này Giáp đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để trấn an tinh thần nhưng vẫn không thể kiềm chế được bản thân. Giáp liền cầm cây dao đi xuống căng tin tìm thầy Tê. Sau khi mua chai nước, Giáp tiến đến bàn của thầy Tê đang ngồi và đặt chai nước xuống, đồng thời cầm dao đâm một nhát vào ngực làm thầy Tê té ngã. Giáp tiếp tục đâm thêm 9 nhát dao nữa vào người làm thầy Tê tử vong. Gây án xong, Giáp bẻ lưỡi dao quay quăng xuống sông trường, còn cán dao thì chạy đến cầu 3 tháng 2 vứt xuống sông, sau đó đến công an phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá đầu thú. Tranh chấp nhà đất ở thành phố Huế cần xét xử thấu tình đạt lý hơn giữa con dâu bà Nguyễn Thị Hồng Vân và mẹ chồng bà Tạ Thị Xuân. Hành vi vi phạm dân sự, giao bán nhầm đất ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Vụ tranh chấp đất đai kéo dài cả chục năm tại Quảng Ngãi gây chấn động báo chí và người dân. Tranh chấp đất đai giữa mẹ chồng và con dâu diễn ra ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì nguyên đơn là bà Tạ Thị Xuân, sinh năm 1943, và bị đơn là con dâu bà Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh năm 1969.
Thì theo hợp đồng chuyển nhượng đất ngày 27 tháng 3 năm 2001, vợ chồng bà Vân, ông Nhất được ông Nguyễn Duy Bậu, tức là cha ông Nhất, trở bà là chồng bà Xuân, chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 23 đường Lê Quân, thành phố Huế. Thì hợp đồng này đã được Ủy ban nhân dân thành phố Huế xác nhận. Nhưng đến năm 2018, vợ chồng bà Vân và ông Nhất thỏa thuận ly hôn, nhưng vụ việc này đã bị tạm đình chỉ do phát sinh đơn kiện về tranh chấp. Lúc này thì ông Bậu đã mất năm 2003, còn bà Xuân, tức là chồng ông Bậu và là mẹ của ông Nhất, khởi kiện về việc tranh chấp căn nhà. Thì trình bày tại tòa thì bà Xuân cho biết bà và ông Bậu chưa bao giờ đến cơ quan có thẩm quyền ký giấy tờ chuyển nhượng đất số 23 đường Lê Quân. Trên hợp đồng ghi bên chuyển nhượng là bà Xuân, ông Bậu, bên nhận chuyển nhượng là ông Nhất, bà Vân, nhưng ở phía dưới chỉ có chữ ký của ông Bậu, ông Nhất không hề có chữ ký của bà Xuân và bà Vân. Thế nên là bà Xuân đề nghị tòa sẽ tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng đất ngày 73/1 là vô hiệu. Sau khi tòa suy nghĩ và quyết định, thì tòa đã đưa ra quyết định như sau: tòa đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Xuân là tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng đất đai số 23 đường Lê Quân thành phố Huế vô hiệu toàn bộ và hủy đăng ký biến động trong sổ đỏ của bà Xuân, và bà Xuân bắt buộc phải trả lại 1 tỷ đồng giá trị căn nhà và kiến trúc cho vợ chồng ông Nhất và bà Vân. Mẹ con bà Vân thì phải ra khỏi nhà trong vòng 6 tháng. Chiếm lại nhà đất đã bán, vụ việc xảy ra tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Nhân vật: ông Hà Thế Mình, bà Lê Thị Mỹ Sơn và ông Nguyễn Văn Trong. Nội dung: ông Trong đến gặp ông Bình bán phần nhà và 2.000 m² đất trồng trọt của bà Sơn. Ngày 3 tháng 12 năm 2010, tại phòng công chứng, ông Trong cho biết vì bận việc nên 4 người trong gia đình bà Sơn gồm bà Sơn cùng chồng và 2 con đã đồng loạt ký vào giấy ủy quyền có chứng nhận cho ông Trong đứng ra chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cho ông Quỳnh. Căn cứ theo đó, ông Trong đã ký hợp đồng chuyển nhượng 2 thửa đất trên cho ông Quỳnh và công chứng viên đã công chứng hợp đồng chuyển nhượng đất và nhà ở của ông Trong cho ông Quỳnh. Cũng tại đây, ông Quỳnh đã trả đủ 300 triệu đồng cho ông Trong rồi làm thủ tục đăng bỏ sang tên theo quy định. Tuy nhiên, cho ông Trong chỉ đưa cho gia đình bà Sơn 140 triệu. Do đó, ngày 17 tháng 8 năm 2010, bà Sơn đã yêu cầu xã huyện ngăn chặn không cho ông Huỳnh được làm thủ tục chuyển nhượng. Đồng thời, ngày 30 tháng 7 năm 2012, bà Sơn khởi kiện ông Trong trong tòa án nhân dân huyện Cai Lậy. Vụ tranh chấp đất kéo dài cả chục năm tại quận Hỏa, vợ chồng cụ Đỗ Thị Sơn có nhận chuyển nhượng thửa đất vườn của vợ chồng ông Trần Chất tại thôn Phủ Lý, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Hai bên thỏa thuận giá chuyển nhượng là đang chỉ bằng và lập giấy tờ mua bán có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã. Gia chuyển vào sinh sống tại tỉnh Bình Thuận nên vợ chồng cụ đã gửi các vườn như trên cho nhà Su Gia, vợ chồng cụ Phận Trực, Trương Thị Giàu trong giữ hộ. Đến năm 2006, vợ chồng cụ Sơn về quê lấy lại đất, nhưng vợ chồng cụ Phận Trực không đồng ý, cho rằng mình đã mua đất này của vợ chồng cụ Sơn chứ không có mượn. Chính vì vậy, vợ chồng cụ Sơn đã khởi kiện vợ chồng cụ Trực để đầu rằng 3.000 m² đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến tay cụ Sơn. Tiếp tục cho rằng mình đã nhận chuyển nhượng đất của nguyên đơn ở phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất. Cụ Trực đã xuất trình giá cho vườn biên ngày 10 tháng 4 năm 1981 thể hiện nội dung vụ bỏ kiến chồng cụ Sơn bán cho cụ Trực thửa đất với giá hơn 1.000 đồng. Tuy nhiên, kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự sau đó đã khẳng định chữ ký trên giá cho vườn do bị xuất trình không giống với chữ ký vụ bỏ kiến trong các tài liệu đối chiếu. Qua 10 năm với nhiều phiên tòa khác nhau, trong đó có cả phiên tòa giám đốc thẩm, đến năm 2018, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có phán quyết chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của cụ Sơn, buộc phải chồng cụ Phận Trực phải trả cho cụ Sơn hơn 1.000 m² đất, trong đó có 760 m² đất ở. Tranh chấp đất cao su ở Bình Sơn, Quảng Ngãi chưa được giải quyết dứt điểm. Bản án dân sự về vụ việc tranh chấp đất đai diễn ra tại xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 25 tháng 1 năm 2019. Nguyên đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Quảng Ngãi, địa chỉ trụ sở thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thành Ca, chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc. Bị đơn là ông Trần Quang Lợi và bà Đặng Thị N, địa chỉ ở đậu 14, thôn Phước Tích, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Nội dung vụ việc: vào năm 2003, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có chủ trương đồng ý cho bổ sung quy hoạch đất trồng cao su quốc doanh tại tiểu khu 19 thuộc xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn như đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định diện tích đất trồng cây cao su của công ty cao su tỉnh Quảng Ngãi với diện tích là 1.158 ha. Thời điểm năm 2002, công ty đã làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã. Thời điểm này, các hộ dân thống nhất giao cho công ty trồng cây cao su tại xã Bình Mỹ là 139 ha. Đến năm 2009, do cơn bão số 9 tàn phá làm hư hại về cây cao su nên không thể khắc phục được. Công ty có xin cấp thẩm quyền thanh lý và cưa các cây bị gãy đổ thì hợp đồng này không còn giao dịch. Trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2013, không có phát sinh tranh chấp. Đến năm 2013, công ty tiến hành trồng tái canh cây cao su trên diện tích 9.455 m² thì phát sinh tranh chấp giữa ông L và công ty. Cụ thể, sau khi công ty đã thanh lý xong cây cao su chưa đào hố thì ông L tự ý cày sới và lấn chiếm đất. Công ty đã mời làm việc nhiều lần, lúc đầu ông L chấp nhận là đất của công ty và đã thống nhất nhận tiền công cày sới trên diện tích đất trồng cây cao su vào ngày 4 tháng 2 năm 2013. Ông L có ký giấy nhận tiền và cam kết giao mặt bằng cho công ty trồng cây cao su. Nhưng về sau, ông L lại không chấp nhận lấn chiếm đất của công ty và tiếp tục trồng cây cao. Đến ngày 8 tháng 8 năm 2016,
cán bộ kỹ thuật công ty, địa chính xã Bình Mỹ, đại diện phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành đo đạc và xác định lại vị trí đất bị tranh chấp và lấn chiếm. Sau khi đo đạc, phát hiện tổng diện tích đất bị tranh chấp là 9.455 m² thuộc một phần thửa đất số 1025 tại bản đồ số 40 xã Bình Mỹ và được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyết định cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại quyết định 469 ngày 7 tháng 10 năm 2009 cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Quảng Ngãi. Do đó, công ty không chấp nhận yêu cầu đơn kiện của ông Trần Quang Lờ và bà Đặng Thị Nờ, đồng thời giữ nguyên yêu cầu khởi kiện về việc buộc ông Trần Quang Lờ và bà Đặng Thị Nờ phải chặt toàn bộ cây keo để trồng trả lại đất cho công ty. Trong đơn khởi kiện yêu cầu phỏng tố ngày 12 tháng 9 năm 2018, bị đơn là ông Trần Quang Lờ là người đại diện ủy quyền của bị đơn bà Đặng Thị Nờ đã trình bày nguồn gốc diện tích đất với diện tích là 9.455 m² thuộc thửa đất này là do cha mẹ của ông đã khai phá và để lại diện tích đất này cho vợ chồng ông để canh tác trồng mì và bạch đàn. Đến năm 2002 thì lãnh đạo công ty cây cao su Quảng Ngãi có cùng với Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ vận động nhân dân góp đất để hợp tác làm ăn, trong đó có gia đình ông với mục đích là xóa đói giảm nghèo. Sau khi ký hợp đồng xong, công ty trả tiền hoa màu trên đất chứ không đền bù đất và hứa sau 7 năm hợp đồng sẽ dừng lại để tính chia. Vì thỏa thuận đó nên việc cho thuê đất giữa công ty và Ủy ban nhân dân là không hợp lý. Căn cứ khoản 9, điều 26, điều 34, điều 158 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, điều 166 Bộ luật dân sự đất 2015, các điều 7, 9, 35, 37, 38, 51, 75, 111 Luật đất đai 2003, khoản 7, điều 166 Luật đất đai 2013, khoản 2, điều 26, điều 27, Nghị quyết số 326/2016/UBTV-QH14 ngày 30 tháng 12 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuyên xử. 1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Quảng Ngãi, tuyên buộc vị vợ chồng ông Trần Quang là bà Đặng Thị Nờ phải trả cho công ty quyền sử dụng đất tại hai vị trí với tổng diện tích là 9.483 m² là một phần thuộc thửa đất số 1025 tại bản đồ số 40 xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 2. Trên hai vị trí đất trên có cây keo của vợ chồng ông Trần Quang Lờ và bà Đặng Thị Nờ trồng từ tháng 11/2019, ghi nhận sự tự nguyện của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Quảng Ngãi trả cho vợ chồng ông Trần Quang Lờ, bà Đặng Thị Nờ giá tiền cây keo và giao toàn bộ số cây keo trên hai vị trí đất trên cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Quảng Ngãi sở hữu. 3. Về chi phí tố tụng do hai vợ chồng ông Trần Quang Lờ, bà Đặng Thị Nờ phải chịu. Số tiền này công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Quảng Ngãi đã nợ xong nên buộc vợ chồng ông Trần Quang Lờ và bà Trần Thị Nờ phải trả cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Quảng Ngãi. 4. Về chi phí án dân sự sơ thẩm, vợ chồng ông Trần Quang Lờ, bà Đặng Thị Nờ phải chịu án phí, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Quảng Ngãi không phải chịu án phí. 5. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền trên hàng tháng đều phải thi hành án, còn lại phải chịu khoản tiền lãi số tiền phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 điều 468 Bộ luật dân sự 2015. 6. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án với hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7A và 9 luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại điều 30 luật hành án dân sự. Vừa rồi là một số bản tin nóng xảy ra ở địa phương của các bạn nhóm pháp luật đại cương 318 trường đại học giao thông vận tải. Cảm ơn thầy Đoàn Công Thức để hướng dẫn chúng em. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin thời sự vừa rồi. Xin cảm ơn.